Thế bây giờ các cháu là vẫn chưa ra được. Đúng rồi. Đây đây là đồ gửi ở đấy. Gọi điện với công ty còn có đi. Xong thì cuối đường ra đã kịp xuống đấy. Bão lại còn mè com lê cả bạt nữa. Đi đâu đây, đi đâu đây?